Submariner và Gourmet Master là hai bộ sưu tập có khá nhiều điểm tương đồng về ngoại hình của thương hiệu đồng hồ Rolex. Chỉ cần nhìn qua thì chúng ta có thể thấy được những chi tiết giống nhau như là vành bezel xoay, dáng vỏ Oyster và bộ dây Oyster. Tuy nhiên, khi để ý thêm một chút thì hai bộ sưu tập này lại hoàn toàn khác biệt cả về thiết kế lẫn tính năng. Và trong video này thì Gia Bảo Luxury sẽ cùng các bạn so sánh hai bộ sưu tập Submariner và Gourmet Master để hỗ trợ việc so sánh một cách trực quan hơn. Chúng ta có hai mẫu đồng hồ với bộ vỏ vàng trắng, đó là Submariner Smart 116619LB và Gourmet Master Pepsi 126719BLRO. Trước hết, chúng ta sẽ nói về mục đích sử dụng của hai dòng đồng hồ này. Như mọi người cũng đã biết thì Submariner là dòng đồng hồ dành cho thợ lặn, phục vụ việc sử dụng dưới mặt nước. Do vậy mà thiết kế của Submariner phải đảm bảo được độ chống nước tốt hơn các mẫu thể thao thông thường là 300m thay vì 100m. Đi kèm với núm chip lock, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng những chiếc sắp khi mà đi lặn ở mực nước sâu. Gourmet Master ban đầu được sản xuất để dành cho phi công, những người thường xuyên phải di chuyển giữa các quốc gia. Vì vậy mà chiếc đồng hồ này phải sở hữu tính năng phù hợp nhất với ngành nghề này, đó chính là khả năng hiển thị múi giờ thứ hai. Tính năng này được thể hiện qua cây kim có đầu hình tam giác, kết hợp thêm với vành bezel 24 giờ để thể hiện thời gian một cách linh hoạt nhất. Cùng là vành bezel xoay, nhưng tính năng và thiết kế của hai mẫu Submariner và Gourmet Master không hề giống nhau một chút nào. Để đảm bảo tính an toàn thì vành bezel của Submariner chỉ có thể xoay một chiều ngược kim đồng hồ. Và để hiểu rõ hơn thì các bạn có thể tìm hiểu tại video kiến thức đồng hồ lặn. Bên cạnh đó, vành của Submariner được chia theo mốc 60 phút chứ không phải là 24 giờ như Gourmet Master. Cuối cùng thì ở mốc 0 của vành Submariner có một vòng tròn nhỏ được phủ chất phát quang giúp cho người dùng dễ dàng quan sát dưới mặt nước. Khác với Submariner thì vành bezel của Gourmet có thể xoay theo hai chiều khác nhau để đảm bảo được độ tiện dụng. Với một số thiết kế thì vành bezel của Gourmet sẽ được chia thành hai nửa với hai màu khác nhau giúp cho người dùng dễ dàng quan sát được thời gian sáng tối. Như ở mẫu Gourmet Master Pepsi trong video lần này thì vành bezel được thiết kế với hai màu xanh đỏ quen thuộc giống với logo của thương hiệu Pepsi. Khác biệt về tính năng cũng sẽ dẫn tới khác biệt về bộ máy. Hiện tại những mẫu Gourmet Master đang được đổi dần từ dòng máy 32XX, cụ thể là 3285 với thời lượng cót lên tới 3 ngày. Trong khi đó, những mẫu Submariner hiện vẫn chưa có cải tiến nhiều về bộ máy, vẫn sử dụng máy 3135 với thời lượng cót khoảng 2 ngày. Nhưng tất nhiên là trong thời gian tới thì chắc hẳn những chiếc Submariner cũng sẽ được nâng cấp lên máy 32XX, cụ thể là 3235 cho bằng anh bằng em. Đó là về những điểm khác biệt chung của hai dòng Submariner và Gourmet Master. Thế còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xét tới hai mẫu đồng hồ cụ thể. Đó là Submariner Smart 116619LB và Gourmet Master Pepsi 126719BLRO. Trước hết là về cái tên. Như đã nói thì chiếc Gourmet Master Pepsi có biệt danh như vậy là vì vành bezel có hai màu xanh đỏ giống với logo của thương hiệu nước ngọt nổi tiếng. Thế còn cái tên Smurf là từ đâu ra? Cái tên này có được mọi người gọi theo màu của mẫu đồng hồ Submariner 116619LB, xanh và trắng. Hai màu này khiến cho nhiều người liên tưởng tới thiết kế của những nhân vật Smurf trong truyện tranh ở Việt Nam hay còn được gọi là Xì Chum. Tiếp đến, chúng ta hãy so sánh về bộ vỏ đồng hồ. Về cơ bản thì hai mẫu Submariner và Gourmet Master không có nhiều khác biệt về thiết kế vỏ ngoài, chỉ có một điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là khả năng chống nước 300m và 100m. Cả hai bộ vỏ đều được làm từ vàng trắng 18K với bộ dây cùng chất liệu. Nếu nói về dây đeo thì mẫu Submariner sẽ tiện dụng hơn so với Gourmet Master nhờ có bộ khóa Glylock. Với thiết kế Glylock, người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh độ dài của dây đeo lên tới hơn 1cm mà không cần sử dụng bất cứ công cụ nào. Còn với Gourmet Master thì sao? Với khóa Oyster Lock, người dùng vẫn có thể điều chỉnh nhanh kích thước dây, thế nhưng không nhiều và chính xác như Glylock được. Chúng ta đã nói qua về vành bezel của hai mẫu đồng hồ trong đoạn trên và bây giờ thì tôi chỉ nói về độ khó khi thực hiện từng mẫu vành Gourmet và Submariner. Có thể là chỉ cần nhìn qua mọi người đều sẽ biết rằng vành Pepsi với hai màu xanh đỏ chắc chắn sẽ khó chế tác hơn vành bezel của Submariner với chỉ một màu xanh duy nhất, đúng không? Mặt số của hai mẫu này cũng có khá nhiều điểm khác biệt.
về cả chất liệu lẫn thiết kế. Nếu mặt số của chiếc Submariner được thiết kế theo phong cách cổ điển với tông màu xanh lam đơn giản đi kèm với cọc số maxi kích thước lớn, thì ngược lại, chiếc GMT Master trông lộng lẫy hơn rất là nhiều với chất liệu thiên thạch quý hiếm. Mỗi mặt số thiên thạch của Rolex là một lát cắt từ viên thiên thạch Gibbon đã rơi xuống trái đất từ hàng triệu năm trước, có những vết xước, những đường vân khác biệt hoàn toàn. Vì lẽ đó mà mỗi mặt số đều là một thiết kế độc bản và không bao giờ có hai mặt số thiên thạch giống hệt nhau. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về thời điểm ra mắt cũng như là mức giá của hai mẫu đồng hồ này. Chiếc Submariner được ra mắt từ 11 năm trước, 2008, và bây giờ thiết kế này vẫn là một trong những mẫu Rolex được săn đón nhiều nhất. Còn chiếc GMT Master Pepsi thì mới chỉ được giới thiệu cách đây 4 tháng mà thôi, cụ thể là tháng 3 năm 2019, và hiện tại cũng chưa có nhiều chiếc sẵn có trên thị trường. Chúng ta cũng có thể rõ được sự khác biệt trong mức giá. Nếu như mà chiếc Submariner có mức giá rơi vào khoảng hơn 30.000 USD, trong khi đó thì GMT Master Pepsi hiện có giá không dưới 50.000 USD. Hy vọng rằng là qua video lần này thì các bạn có thể hiểu được sự khác biệt giữa Submariner và GMT Master và hai mẫu đồng hồ nổi bật nhất của Rolex. Còn nếu như bạn đang muốn sở hữu một trong hai chiếc đồng hồ này thì hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được mức giá tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé.